lo cho ba má. Cuộc đời em ấy lâu nay thì không sinh ra như ai giác. Hãy Sơn Tùng ha, thật là buồn nha. Cuộc sống với anh trước mắt không thấy màu hồng. Không gian shopping, không gian đua đòi. Vì nếu tiền pha linh tinh thì về nhà bụng đói. Lương tháng năm triệu, mua sau hàng nhiều. Vậy thì em yêu ơi, em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Hay là như thế nào thì em cũng phải nói. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Nếu như em ok, hai ta sẽ đi xa. Chắc chắn sẽ đi xa. Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em có yêu anh không? Em ơi em có yêu anh không? Một ngày anh hay mơ sẽ cho một tờ vé số rất to. Như đẹp giá như ba sao mà không cần gò bó. Thì rất nhiều. Rất là tuyệt vời. Hay quá. Giờ tới Hoàng Thuỳ Linh.